Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả một ngày thứ hai đầu tuần, và từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì sáng nay nghe đài thì nói rằng bên phía Los Angeles có thể có mưa, mây mù, lạnh hơn quận Cam, nhưng mà có phải như vậy không Thảo Yến? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, đúng là như vậy. Ở tại California nói chung tuần này đó, họ nói là nhiệt độ nó giảm hơn bình thường một tí. Như quý vị thấy là cái con số trung bình của nguyên tuần này chắc khoảng đâu 73 độ thôi. Nhưng mà ngày mai đó, với lại 2-3 ngày sắp đến là gió nhiều nhất ở trong tuần, từ 10 cho đến mười mấy dặm một giờ. Thế nhưng họ nói là ở phía cái khu vực mà New York trong tuần này thì nhiệt độ lại lên cao hơn mức bình thường cái tuần Halloween á. Cho nên quý vị nào ở tại New York thì tuần này thấy hơi nóng bức hơn bình thường một tí xíu, phải qua hết tuần này thì cái nhiệt độ ở New York mới quay trở lại bình thường. Và tình hình tài chính ngày hôm nay diễn biến ra sao? Dow Jones đã lên trở lại, sáng nay có lúc lên trên 300 điểm. Giới đầu tư chờ đợi vào tuần lễ này các con số liên quan đến công ăn việc làm, và họ tiếp tục chờ đợi lợi nhuận của các công ty công bố từ ngày hôm nay cho đến tuần này. Và vì thế chưa biết được đến thứ năm, thứ sáu, chắc có thể là những tin lạc quan. Bởi vì trong tháng qua họ báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm, và vì thế họ trông đợi thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mạnh mẽ, và qua đó lợi nhuận của các công ty cũng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Họ cũng hy vọng phân lời đi xuống, và vì thế các công ty sau ngày bầu cử họ sẽ biết chắc ai vào tòa Bạch Ốc. Còn một tuần nữa thôi thưa quý vị, và ai vào tòa Bạch Ốc sẽ thay đổi rất lớn từ vấn đề thuế. Hôm nay chúng tôi có tin thuế, bởi vì IRS vừa công bố ngạch thuế mới mà sau 2025 đó là ngạch thuế mà ông Trump đã từng đặt ra giảm thuế, mà không có nỗ lực nào khác thì thuế sẽ tăng chứ không có giảm. Và đó là những cái mối quan tâm hiện nay. Chắc có lẽ vì thế mà những nhà tỷ phú họ đã bỏ ra nửa tỷ Mỹ Kim, 500 triệu Mỹ Kim bỏ vào quỹ tranh cử của ông Trump rất nhiều. Elon Musk vân vân, các nhà tỷ phú khác, bởi vì họ muốn rằng khi ông Trump vào tòa Bạch Ốc á, ông sẽ tiếp tục trở lại giảm thuế. Và giảm thuế đã sẽ mang thêm lợi nhuận cho các công ty và kể cả những người giàu có như ông đã từng làm vào năm 2016 đến 2020. Dow Jones lên 265 điểm, 42.379. Mặc dù vậy vẫn còn thấp, bởi vì tuần lễ vừa rồi đó, Dow Jones trong 5 ngày liên tục từ thứ 2 cho đến thứ 6 là giảm dưới mức kỷ lục 44.000. Nasdaq lên được 85 ngày hôm nay, 18.602, S&P 500 lên 20, 5.828, hầu hết là cái nhìn lạc quan về các công ty Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, công trái phiếu 10 năm, điều này có nghĩa là tiền lời để mua nhà, mua xe vẫn tiếp tục tăng 4,27%. Dầu xuống 4 đô la sau cuộc tấn công của Do Thái vào Iran, chỉ nhắm vào những địa điểm quân sự của Iran mà thôi, như Do Thái đã từng cam kết sẽ không đánh vào các nhà máy lọc dầu của Iran. Vì thế, mối lo sợ đã tuần rồi đó thưa quý vị, dầu lên chút đỉnh, bởi vì họ lo sợ sẽ xảy ra cái cuộc chiến giữa Iran và Do Thái. Do Thái có thể đánh vào các khu vực dầu hỏa. Thế nhưng ngày hôm nay sau khi kiểm tra lại toàn bộ, không có khu vực dầu nào bị tấn công. Vì thế dầu giảm tới 4 đô la. Giá xăng trung bình ở tại Hoa Kỳ cũng đã giảm hơn 4 sen trong tuần qua. 67 đồng 71 sen một thùng. Vàng hôm nay lên 70 sen mà thôi, 2.755 đồng 50 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì ở tại thành phố Temple City thuộc quận Los Angeles, phía sheriff cho biết là họ đã bắt một người vì sau khi
có thể người này liên quan đến một cái vụ đốt một căn nhà ở đây mà khiến cho 3 người chết cháy, 2 người khác phải nhập viện. Thì bây giờ đó, phía sheriff họ không có đưa thêm tin tức. Sở cứu hỏa Los Angeles xác nhận là vào khoảng 4 giờ 50 phút chiều ngày hôm qua thì họ nhận được điện thoại cầu cứu và đưa địa chỉ đến cái căn nhà ở tại Temple City. Thì lúc đó sở cứu hỏa họ nói là lửa bốc ra rất là nhiều, mà nặng nhất là cái khu vực mà cái cửa sổ với lại cửa chính của căn nhà, cho nên là sở cứu hỏa họ nghe được những cái tiếng là cầu cứu la khóc từ bên trong, nhưng mà lửa chặn cửa cho nên là họ không thể nào mà xông vào được. Mất 30 phút họ mới dập tắt được lửa. Thì đến khi mà vào đó, họ tìm thấy được 3 thi thể của 3 người trong căn nhà đó đã chết cháy. Và phía sở cứu hỏa cho biết là và một người, xin lỗi quý vị, một người hàng xóm, thì bà này đó là bà nghe được những cái tiếng khóc la gào thét từ bên trong căn nhà đầu tiên, nhưng bà nói khi bà chạy ra thì lửa đã bốc rất là lớn rồi, và bà thấy có 2 người đàn ông lớn tuổi chạy ra được khỏi căn nhà. Một người đó thì lại đầu bị chảy máu, còn một người kia cánh tay thì da bắt đầu giống như là bị chắc bị cháy lửa đó, cái da nó từ từ nó đang tuột khỏi cái tay, nó bị lột ra. Thì bà nói bên trong đó lúc đó 3 cái người kia vẫn còn sống, gào khóc rồi kêu thét rất là ghê rợn, nhưng mà không có ai có thể mà nhảy vào được nữa khi mà tất cả các cửa lửa đều cháy ngùng ngục hết. Thì phía sheriff họ đã bắt giữ một người, nhưng mà bây giờ họ không nói là liên quan gì đến 5 người ở trong cái căn nhà này. Nhưng mà họ nói đây họ điều tra là cái vụ giết người thôi quý vị, chứ không phải là một tai nạn. Đàn ông người này không nói được tiếng Anh, nói tiếng quan thoại là người Hoa. Temple City gần với Alhambra vân vân, cái khu này El Monte đó thưa quý vị, người Việt người Hoa sống đề huề từ mấy chục năm nay rồi, và vì thế họ đang phải nhờ một người thông dịch viên. Người đàn ông 60 mấy tuổi này bị bắt rồi, và họ nói rằng đang cáo buộc cái vụ án mạng này. Trong khi đó, ở tại Florida vào hôm thứ Sáu vừa qua đã diễn ra một phiên tòa. Người phụ nữ này tên là Boone, bà này bị kết tội cấp 2, giết người cấp 2, bởi vì rõ ràng đó là hành động cố tình người bạn trai, và qua đó họ đưa ra các tình tiết, kể cả đoạn video mà không biết vì lý do nào bà này lại cung cấp, và cảnh sát Florida điều tra và lấy được, và đó chính là đoạn video hoàn toàn khác hẳn với lời khai của bà. Theo lời bà kể đó, cái vụ này nó xảy ra từ năm 2020, mà mãi đến giờ phút này đó, cái vụ sự việc này mới được chứng thực. Sau một thời gian nghĩa là kiện cáo, thì cuối cùng bồi thẩm đoàn đã xác nhận bà đã cố tình giết người bạn trai của bà. Vào thời điểm đó, hai người là bạn trai bạn gái sống trong một cái căn chung cư ở Florida. Bà nói với luật sư đó, theo bản khai được tuyên thệ ở ngoài tòa, có nghĩa là nếu mà nói sai thì sẽ bị kết tội đó. Thì bà có khai, và luật sư cũng như công tố viên ghi nhận cái lời khai này. Bà nói rằng một buổi tối hai người đã ngà say, thì đó cũng là một cái bằng chứng để cho thấy rằng vì say hoặc là vì bị xâm phạm tình dục, hoặc bị gọi là ngược đãi trong cái quan hệ tình dục. Mà thậm chí trong cái phiên điều trần đó, bà cũng thuê luật sư để nhờ nói về cái hội chứng sợ hãi, bởi vì trong mối quan hệ bạn trai bạn gái cũng bị ức hiếp hay ngược đãi. Nhưng mà không biết có đủ, rõ ràng là không đủ để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Thì bà khai như thế này: hai người uống rượu say trong một buổi tối, thế là tự nhiên hứng lên nói rằng bây giờ tại sao mình không chơi cái gì cho nó vui chứ, bây giờ buồn quá. Thế là hai người đồng ý với nhau là chơi trò trốn tìm, tức là như con nít đó thưa quý vị, nghĩa là đi vào một cái chỗ xong rồi hẹn với nhau là bây giờ đếm từ 1 tới 10 vân vân, thì cái người kia đi trốn rồi cái người đi tìm. Thế nhưng thay vì trốn một cách bình thường như vậy đó, thì hai người lại giao nhau lấy một cái vali thật lớn, rồi nghĩa là đánh tôi dầm để xem coi ai là người vào trong cái vali này thì anh thua, thì anh phải là người vào trong cái vali này. Thì cái cô này cũng khóa cái vali đó lại, rồi cô nói như thế này: lúc mà tôi khóa đó, tôi nhớ có hai ngón tay của ông vẫn thò ra cái vali được. Thì tôi nghĩ rằng là
nếu mà anh không ra được thì tôi đâu có đi đâu. Tôi nghĩ rằng anh sẽ tìm cách để chui ra được. Thì thực sự nếu mà hai cái ngón tay mình lòi ra khỏi cái vali, mình có thể kéo cái zipper ra để thoát ra ngoài. Thì chuyện gì ngay sau đó, mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Wild Crab, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương với cá kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wild Crab, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wild Crab, góc đường Westminster và Du Lịch, số điện thoại 657-210-4809. Chúng tôi đang thuật lại một vụ án mạng và kết thúc vào ngày thứ sáu vừa rồi. Và bây giờ thì người phụ nữ này tên là Sarah Boone, năm nay 47 tuổi. Vụ án mạng xảy ra vào năm 2020, lúc đó thì bà 43. Thì bà Sarah Boone khai. Thế nhưng cơ quan điều tra họ lấy được điện thoại của bà. Và đó là bằng chứng đã khiến bồi thẩm đoàn kết tội bà giết người cấp 2. Trong đoạn trình bày trước bồi thẩm đoàn và tòa, bên phía công tố của Florida nói rằng rõ ràng là bà cố tình giết người bạn trai này. Thì như chúng tôi đã kể đó, là sau khi hai người uống rượu ngà ngà say thì rủ nhau chơi cái trò trốn tìm. Và anh này thua cho nên phải chui vào cái vali khóa lại. Thì bà Boone nói rằng anh vẫn còn hai ngón tay lòi ra có thể mở được. Thay vào đó, bà lên trên lầu đi ngủ theo lời khai của bà. Thế nhưng công tố viên họ lấy được đoạn video bà đứng ở đó, và trong đoạn video bồi thẩm đoàn nghe thấy tiếng than vãn và kêu này của anh Torres này. Torres trong đoạn video người ta thấy này, làm ơn trả tôi đi, tôi không thở được, thả tôi ra. Người ta nghe thấy tiếng bà này cười. Thế nhưng bà nói như thế này. Đáng đời lắm. Đó là những gì mà anh phải lãnh chịu. Bởi vì anh lừa dối tôi. Thì bà kể lại. Nghĩa là anh bị anh. Nghĩa là có tình nhân khác rồi làm cho bà khổ. Và đó là lý do giống như một cái sự trừng phạt. Sau đó bồi thẩm đoàn vẫn nghe cái tiếng than khóc của các anh Torres này. Anh nói, trời ơi bây giờ thở thì tôi không thở được nữa. Sau khi quay đoạn video đó, thì theo lời bà kể, bà lên trên lầu, bà đi ngủ. Bởi vì bà nghĩ rằng anh có thể thoát ra ngoài. Thế nhưng vẫn theo lời khai của bà, sau khi ngủ dậy một giấc, bà quay xuống, thì thấy cái vali không còn cái tiếng người nữa. Thì khi mà mở ra, thì Torres đã chết ở trong cái chiếc vali rồi. Và bà nhanh chóng gọi 911 tới, nghĩa là nói rằng tôi đã lỡ tay vân vân, và tôi nghĩ rằng anh vẫn có thể thoát ra. Bồi thẩm đoàn không tin những cái lời khai này, mặc dù bên phía luật sư nói rằng bà đã bị abuse, bị ngược đãi, và hành động đó cũng như là việc hai người ngà ngà say đó có thể dẫn đến cái việc họ muốn tìm kiếm cái việc mà giết người, lỡ tay giết người thì cái án nó nhẹ hơn. Nhưng mà bồi thẩm đoàn đã quyết định đây là một cái vụ mà cố tình, cho nên đã xếp bà vào cái tội giết người cấp 2. Đến ngày 2 tháng 12 này thì bà Boone sẽ ra tòa để nghe, và ở Florida những cái vụ này có thể lên án chung thân. Thưa quý vị, cái vụ mà biểu tình của hơn 33.000 nhân viên của công ty Boeing đó, họ tiếp tục có những cái khác biệt, và bây giờ họ không thể đi đến được cái điểm chung về một cái vấn đề duy nhất, đó là pension. Thì vào tuần trước, trước hôm thứ Sáu, những tưởng là các công nhân ở đây họ đã chấp thuận, nhưng mà sau khi bỏ phiếu thì bây giờ đa số thành viên của nghiệp đoàn họ vẫn không chịu cái mức lương mà phía Boeing offer cho những người lãnh đạo của nghiệp đoàn, đó là tăng lương 35% trong vòng 4 năm sắp đến. Và
một cái số tiền thưởng một lần là 7.000 nếu giới thiệu người hoặc là ký hợp đồng mới với lại Boeing. Thì cái vấn đề ở đây đó là đa số các công nhân họ nói là vào năm 2014 đó, khi đó Boeing lúc đó hết hạn đã đưa ra một cái contract mới hoàn toàn hủy bỏ đi pension, mà lúc đó Boeing không hề đưa ra những cái giống như cái thứ gì khác để mà thay thế cái pension, mà lại đi hù dọa, hăm dọa tất cả các công nhân ở đây là nếu như không chấp nhận cái contract mới đó thì Boeing sẽ dọn luôn cái hãng xưởng đi qua tiểu bang khác. Thì lúc đó phía nhân viên họ nói là họ không còn cái đường nào cả, và lúc đó Boeing vừa hăm dọa vừa dụ dỗ là sau này cái contract mới nữa thì có thể sẽ đưa pension quay lại, nhưng mà cuối cùng là không thôi quý vị. Mà thật sự từ năm 2010 trở đi đó, không phải Boeing mà rất nhiều các công ty tư nhân khác ở ngoài họ bắt đầu hủy bỏ hết cái chuyện pension mà họ thay vào cái 401k. Okay. Thì đương nhiên là nó rẻ tiền hơn rất nhiều, nhưng mà có nhiều người công nhân họ không có thích cái 401k, họ nói cái đó chẳng khác nào là một cái ván bài cả. Thì bây giờ đó, với cái chuyện giữa Boeing như thế này thì thật sự không riêng gì cái nghiệp đoàn đại diện cho Boeing, mà khoảng gần 3 năm trở lại đây bắt đầu một số các nghiệp đoàn, mà đặc biệt là đại diện cho công nhân của những cái công ty mà sản xuất xe đó, mỗi khi mà hết hợp đồng thì họ biểu tình và bây giờ họ muốn đem cái pension quay trở lại, nhưng mà chưa có cái nghiệp đoàn nào thành công cả. Thì bây giờ đổi lại tất cả các nghiệp đoàn khác đó, họ không có lấy được pension nhưng mà khiến cho các công ty phải chịu đưa ra một cái mức lương cao hơn cái mức vốn ban đầu mà những công ty này muốn. Thì bây giờ quay trở lại cái chuyện mà của Boeing, thì nhất định Boeing không chịu thỏa hiệp cho cái lần này, bởi vì họ không muốn tạo thành một cái tiền lệ thôi quý vị. Nếu mà họ chấp nhận cái lần này thì sẽ còn những cái nghiệp đoàn nhỏ khác nữa. Thì bây giờ chỉ còn lại vào ngày hôm qua đó, một số các thành viên của nghiệp đoàn họ nói rằng nếu như mà không thỏa thuận được cái pension thì bây giờ chỉ còn cái mức lương, vậy là phải tăng hơn 35% hoặc là có một cái gì đó cộng thêm vào cái 401k thì có thể họ mới đi đến được cái thỏa thuận. Pension là lương hưu đó thưa quý vị, có nghĩa là người làm bao nhiêu tùy theo 10 năm trở đi thì họ đóng vào cái tiền quỹ lương hưu thì được Boeing nghĩa là cung cấp thêm, hoặc là làm lương là như thế nhưng Boeing vẫn phải chi ra một cái quỹ lương hưu cho những người này. Machinist Union, nghiệp đoàn liên quan đến ngành thợ tiện đó, bởi vì các đồ phụ tùng của Boeing quan trọng vô cùng, nếu không có những người làm thợ tiện vân vân, thợ hàn thì sẽ khó lòng mà cung cấp đầy đủ các phụ tùng. Hôm nay không biết Netflix hoặc là Prime Video, bởi vì một cuốn phim đang dựng lên kể lại cuộc đời và cũng là một thí dụ điển hình cho thấy cuộc đời lên voi xuống chó như thế nào, đặc biệt là những người nổi tiếng ở Hollywood. Đây là bà Powter, Susan Powter, năm nay đã 66 tuổi. Những ai mà sang Mỹ vào thập niên 90 đó, xem đài truyền hình mỗi sáng sớm đó, chúng tôi đã từng thấy một vài lần tập thể dục. Bà là guru, bà là chuyên gia về dinh dưỡng và tập thể dục nổi tiếng lắm. Và rất nhiều người vào thời điểm đó, mỗi, quý vị nhớ cái VHS á, cái băng mà rất nhiều người mua về, bởi vì họ không có xem và để dành đó, bỏ vào trong đó thì thấy bà tập hướng dẫn nổi tiếng vô cùng. Mỗi một đoạn video như vậy bà bán $80 và tạo thành một cái tài sản cơ ngơi trên dưới 50 triệu Mỹ Kim. 50 triệu Mỹ Kim là trong thập niên 90 mà mỗi năm bà tạo được. Bởi vì ngoài cái chuyện mà diễn thuyết là xuất hiện trên video nè, rồi làm video nữa, bà được mời đi và quen biết rất nhiều các tài tử. Thế nhưng đây là một cái vấn đề chính này, có nhiều người làm tiền nhiều lắm mà không thể quản trị được cái nguồn tiền của mình. Thí dụ điển hình thứ hai là Britney Spears, thưa quý vị. Britney Spears cả mấy trăm triệu, có thể lên đến cả gần tỷ luôn á, nếu mà biết cách mà sử dụng cái nguồn tiền của mình. Chắc có lẽ vì thế mà ông bố đã từng khuyến cáo rồi, nếu tách tôi ra đó, vào cái thời điểm chúng ta nhớ là Britney Spears muốn thoát khỏi ông bố, bởi vì ông kiểm soát đó. Bởi vì ông bố nói
con mà thoát khỏi tay bố là cái số tiền mà con có cho dù lên đến cả 100 triệu đó, là cái tính của con nó xài phung phí vô cùng. Michael Jackson cũng thế, xài đến độ mà thiếu nợ luôn, trong khi cái nguồn tiền đến cả mấy trăm triệu Mỹ Kim. Thì đây là trường hợp điển hình của Hollywood. Họ nói rằng một cuốn phim đang được dựng lên sắp chiếu, kể lại cuộc đời của bà. Thì sau khi họ nói rằng cái, cả một cái đế chế, một cái empire vào thời điểm thập niên 90, bà vượt qua tất cả mọi người mà người ta thích, bởi vì bà nói hay rồi xinh đẹp rồi người ngợm rất là đẹp. Thế nhưng sau một thời gian không kiểm soát được tiền của mình, mê làm việc, rồi giao tiền đó cho những cái công ty đầu tư. Và thập niên 90 cũng là thời kỳ mà suy thoái đã diễn ra. Cho nên cái nguồn đầu tư của bà từ từ nó biến mất. Và cộng thêm cái thói nghĩa là ăn xài khá là thoải mái của bà, nghĩa là bạn bè cần giúp hay là cái gì đó, bà thoải mái. Cho đến một lúc, đến năm 2005, tức là mười mấy năm sau, kể từ khi thành triệu phú như vậy đó, bà khai phá sản. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Wildcraft, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương với các kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wildcraft, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wildcraft, góc đường Westminster và Dục Lịch, số điện thoại 657-210-4809. Chúng tôi đang thuật lại một cái bản tin và một cuốn phim sắp được chiếu mang tên là Stop the Insanity, Finding Susan Powter. Cái tựa khá dài, nhưng mà Stop Insanity là câu tuyên bố khi bà tập thể dục và hướng dẫn các học viên đó. Ngừng lại cái chuyện điên cuồng đi, Stop the Insanity. Thế nhưng bà Susan Powter cho biết sau khi phá sản đó, bởi vì cái số người mua video rồi những cái chuyện tập luyện vào thời điểm trước năm 2000 rồi sau đó nữa bắt đầu nó giảm đi, thì bà không còn xuất hiện trên truyền hình. Bà có những cái hợp đồng khác nhưng mà bà lại không thấy rằng nó thích hợp với cái vai trò của mình, cho nên bà từ chối. Và khi từ chối như thế đó thì không còn nhà sản xuất nào tìm đến bà nữa, và tiền thì núi. Thế nhưng nếu như họ nói, nếu bà biết quản trị cái nguồn tiền, làm sao mà có thể mất đi cả 100 triệu Mỹ Kim được một năm? Cái doanh thu là 50 triệu Mỹ Kim từ cái việc mà bán video. Thế nhưng bà nói rằng tôi không biết, tôi chỉ biết xài tiền thôi. Thế là để giao hết cho các nhà đầu tư quản lý, họ biết từ từ banh hết thôi. Đầu tư sai trái một cái là bao nhiêu triệu đô la mất hết. Đến năm 2018, trong cuốn phim chúng ta sẽ thấy bà kể lại là bà phải sống ở Las Vegas. Và hiện nay đó, bà cho biết là bà sống trong cái khu vực dành cho người cao niên, 66 tuổi rồi. Và đến độ mỗi tuần đó, bà phải giơ tay ra để đến nhận thức ăn miễn phí từ chính phủ và các nhà thờ v.v. Và bà phải sống bằng cái tiền an sinh xã hội. Có thời gian 2018, bây giờ là như thế, nhưng mà 2018 hết tiền rồi mà không còn cách nào khác hết. Mặc dù sống trong cái khu nghèo ở Las Vegas dành cho người cao niên vào thời điểm đó, bà vẫn phải kiếm việc làm để trả tiền thuê cho dù chỉ có vài trăm bạc một tháng. Và cuối cùng bà phải lái Uber Eats để mà kiếm tiền. Thì đó là cái thời điểm mà bà xuống chó thê thảm nhất. Rất là cũng may mắn cho bà vô cùng, một nữ tài tử Jamie Lee Curtis nổi tiếng lắm mà thấy giống bà đó. Thì bà đọc được cái câu chuyện hay, bà viết sách. Thì trong lúc bà viết sách, bà gửi đến những người quen biết, trong đó có các nhà sản xuất đó,
thì họ đọc được và thấy cái câu chuyện hay đó, thì bà đưa cho nữ tài tử Jamie Lee Curtis, thì bà đọc, bà thấy rằng tôi biết các bà này, hồi trước tôi cũng tập thể dục với các bà này. Thế là hai người trở thành bạn tâm giao, và Jamie Lee Curtis đồng ý đưa ra bao nhiêu triệu Mỹ Kim để thực hiện cuốn phim này. Thì nhờ bán được sách có bản quyền thì ngày hôm nay bà khá hơn, và cuối cùng bà nói rằng ngày hôm nay tôi biết tiết kiệm và tôi tự quản lý lấy cái nguồn tài chính của chúng tôi. Và bà nói rằng bà tiết kiệm từng đồng một bằng cách đi mua sắm, mặc dù hôm nay nó thoát ra khỏi cái cảnh nghèo khó rồi nhờ cái cuốn phim này. Nhưng mà đó là bà nói bằng muốn chia sẻ cuốn phim này để cho những người mà đi vào cái con đường mà khó khăn của bà đã hiểu như thế nào về cách quản trị nguồn tiền của mình. Thưa quý vị, vào tuần trước, một người đàn ông ở Texas đã vừa bị bắt sau khi mà đấm vào mặt của một người nhân viên làm việc ở tại phòng phiếu ở đây, lại cũng cãi vã vì những cái quan điểm về chính trị. Thì phía chính quyền Texas đó, nhân cái chuyện này, muốn kêu gọi các cử tri là bây giờ đây là một cái cuộc bầu cử nó gây tranh cãi vô cùng, bây giờ tất cả những cái quan điểm gì đó hãy bỏ qua một bên, làm theo đúng luật, cứ dùng lá phiếu của mình để mà đi bỏ phiếu, chứ đừng có vì những cái tức giận nhất thời rồi cuối cùng cũng sẽ đi vào ở trong tù mà thôi. Thì đây là ông Jesse Luxemburger, 63 tuổi thưa quý vị, bị bắt vào thứ Năm tuần trước khi mà ông đến phòng bỏ phiếu ở quận Bexar. Thì cái lý do đó là tại vì lúc mà ông vào, ông đội một cái nón như quý vị thấy màu đỏ có cái chữ Make America Great Again. Thế nhưng Texas là một trong 24 tiểu bang, họ có cái luật liên bang đó là khi mà cử tri bước vào cái tòa nhà của cái phòng phiếu ở quận hay của thành phố đó, thì không được mặc những cái áo hay là có những cái dòng chữ hay là đeo những cái huy hiệu logo gì, nói chung là liên quan đến chính trị hoặc liên quan đến những tên các ứng viên xuất hiện trong cái lá phiếu của năm nay. Thì cái luật nó là như thế. Thì lúc ban đầu đó, ông Jesse ổng được cái người nhân viên đó nhắc nhở, thì ông này ổng thật sự ổng cởi bỏ cái mũ xuống, ổng cất vào chắc trong túi quần hay sao đó, thì ổng bỏ phiếu. Thì ổng bỏ phiếu xong ổng quay người ra, nhưng mà lúc này ổng vẫn chưa bước ra khỏi tòa nhà, ổng vẫn ở bên trong, ổng đội cái mũ trở lại. Mà cái luật đó là không những ở trong tòa nhà mà còn 100 feet xung quanh cái tòa nhà nữa, thì luật nó gắt gao như vậy. Thì nếu cái chuyện này thật sự ra đó, cái người nhân viên có thể để cho ổng bước ra ngoài, nhưng mà không, cái ông nhân viên kia thì chắc ổng cũng kiểu cứng nhắc quá, làm đúng luật, lại tiếp tục đến nhắc nhở ông này, rồi hai người bắt đầu cự cãi với nhau. Thì người nhân viên đó yêu cầu bảo vệ escort ông này đi ra khỏi cái tòa nhà, thì chắc vừa đi cũng vừa chửi nhau sùm. Thì bước ra ngoài một cái, ông Jesse này ông đấm thẳng vào mặt cái ông nhân viên kia. Thì xui cho ông này đó là ông nhân viên 69 tuổi, cho nên bây giờ không những bị truy tố tội đánh người, mà bây giờ còn là đánh nhân viên lớn tuổi của quận nữa thưa quý vị. Thì hai cái tội gộp lại không biết ở tù bao lâu. Điều này để cho thấy rằng vấn đề mà phân hóa trong chính trị dễ dẫn đến những cái chuyện đáng tiếc. Nóng giận quá cũng không được, thưa quý vị, nóng quá thì bây giờ phải bồi thường luôn cả cái thương tật cho ông này nữa. Trong tuần lễ vừa qua đó, thì nhất là ngày thứ năm, thứ sáu vừa rồi, có nhiều cái video đưa lên đó, thì ngay lập tức FBI đã nhảy vào cuộc. Và quận Bucks ở Pennsylvania, họ đã ngay lập tức lên tiếng. Bởi vì họ bây giờ đây FBI cũng khuyến cáo sắp tới đây cử tri của cả hai đảng đó có thể sẽ thấy còn nhiều cái chiêu trò mà không phải là của đảng, không phải là của cử tri nữa. Trong đó cử tri ủng hộ Cộng hòa, Dân chủ vân vân, ai thì cũng muốn bảo vệ cái lá phiếu đó cả. Thế nhưng đây cũng là chi tiết, họ nói rằng Bắc Hàn, Trung Quốc, Nga, thậm chí Iran cũng đang tìm cách gây rối chính trị bầu cử. Phía Nga thì ủng hộ cho ông Trump, Iran ủng hộ cho đảng Dân chủ, vân vân. Thì họ nói bất chợt trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy rằng là, và thậm chí tin tức đưa ra là chính quyền đã tìm thấy cả bao nhiêu lá phiếu đã bị bỏ xuống cống rãnh
Và lá phiếu đó còn ghi rõ đó là đây là những phiếu ủng hộ cho Donald Trump. Nhưng mà khi mà video được đưa lên đó, thì ngay lập tức nhân viên bầu cử của quận Bucks County họ nói, họ nhìn là họ nói ngay, ô, cái quận Pennsylvania của chúng tôi làm gì có cái lá phiếu như thế này. Không có cái lá phiếu mà nó in ấn kiểu này. Cho nên ngay lập tức họ nói, ô, cái này là làm giả rồi. Thì FBI mới truy tìm bất cứ một cái vấn đề liên quan đến bầu cử giả mạo đó, là FBI sẽ nhúng tay vào và họ đi tìm cái nguồn gốc. Hóa ra là đến từ những cái tên ở bên phía Nga mà FBI gọi là diễn viên người Nga. Diễn viên ở đây có nghĩa là họ giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đó, AI càng làm cho những cái video này giống như là thật luôn nữa. Và đó là cái khuyến cáo để họ nói rằng sắp tới ngày bầu cử, nhưng mà từ bây giờ tới ngày bầu cử luôn đó, là cử tri nên cẩn trọng. Đừng vì những cái thông điệp này mà tin tưởng quá đáng. Cho đến khi nào mà phải do chính quyền tại cái khu vực đó họ xác định. Chứ còn đừng chỉ có lên trên mạng X, tức là Twitter cũ hoặc là Facebook, nói ồ tôi mới vừa đi thấy rằng cái người này nhập lá phiếu xong xé bỏ, hoặc là có thậm chí cái người mà đưa thư đó ném nguyên cái thùng thư toàn là lá phiếu đổ xuống mương. Tất cả các hình ảnh này đều là giả mạo cả. Và thưa quý vị, cách đây 2 tuần thì quý vị cũng nhớ chúng tôi từng đưa tin về một cái người đi cắm trại ở trong núi ở tại Montana đó. Thì lúc đó báo chí cũng như là chính sheriff ở đây họ đưa ra tin tức đây là một cái vụ tai nạn, vì cái ông cắm trại này đó bị gấu tấn công và bị chết ở bên trong lều. Thế nhưng bây giờ sau 2 tuần thì sáng ngày hôm nay phía sheriff họ lại đưa ra cái tuyên bố là có những cái bằng chứng cho thấy là đây là một cái vụ giết người chứ không phải là một cái vụ do gấu tấn công. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Và anh tới với tin tài chính với Anthony quý vị nhé. Wildcraft, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương với các kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wildcraft, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wildcraft, góc đường Westminster và Dục Lịch, số điện thoại 657-210-4809. Vào mỗi thứ hai đầu tuần, chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến đầu tư. Gửi lời chào anh Anthony. Kính chào quý vị. Hôm nay tôi mới đọc qua về cái ngạch thuế của IRS, cũng muốn chia sẻ với anh với lại quý khán thính giả. Trong phần tin tức chúng tôi cũng sẽ gửi đến thêm chi tiết. Thế nhưng về vấn đề đầu tư, đây là tin vui nè anh. Họ nói như thế này, cho năm nay và năm 2025, kể cả năm 2025 nữa là cái thời điểm cuối cùng mà ông Trump đã giảm thuế. Bởi vì sau đó nếu mà ông Trump không vào tòa Bạch Ốc nữa đó, thì không biết đảng Dân Chủ có tiếp tục với cái chính sách của ông Trump hay không. Nhưng mà nếu quý vị đầu tư theo anh Anthony đó mà làm quá nhiều tiền luôn á, tuy nhiên quý vị phải làm chủ cái nguồn đầu tư đó hơn một năm, tức là một năm trở lên mới được. Thì sau khi đó quý vị, thí dụ nghe Anthony nói bán cái này bán cái kia đi, quý vị bán đi mà có lời đó. Nếu như là hai vợ chồng của quý vị khai thuế là chỉ có 96.700 thôi đó nha, đừng có hơn nữa nha. Thì quý vị không trả thuế trên cái capital gain. Capital gain tức là tiền lời quý vị lấy được từ đầu tư bán cổ phiếu đó. Cũng có lý quá anh, 96.700. Nhưng mà đó là lương thấp, đó là lương low income. Chứ còn đa phần hai vợ chồng khai thường phần lớn. 96.700, chẳng lẽ ông chồng làm có chưa tới 50.000, bà cũng chưa làm tới 50.000 nữa. 96.700 là con số magic. Còn hơn một cái nữa là quý vị phải đóng capital gain. Capital gain cũng lấy mất cái phần của mình. Nhưng mà quý vị khai chung luôn hai vợ chồng trong tháng 4 của 2015. 15 thì tháng 4 2025. Hai điểm nên chú ý là
Capital gain long term tức là quá một năm. Với lại anh phải đầu tư qua thị trường chứng khoán mới có capital gain or real estate. Đó, thì thì hai cái điểm là nên đầu tư vào thị trường chứng khoán, nên giữ hơn một năm. Đó thì nhưng mà có những cái nguồn đầu tư thì anh nói chỉ giữ vài tháng thôi, nhưng mà quý vị trao đổi mua bán trong cái thời gian đó đó mà cuối năm quý vị kiếm được tiền, tức là quý vị đã trao đổi bán mà quý vị có được cái tiền dư, tức là tiền lời từ cái nguồn đầu tư của mình đó, quý vị phải khai thuế. Đúng rồi, short term income, short term capital gain đó. Thì ngày hôm nay mình trở lại với các nguồn đầu tư. Hồi tuần rồi thì mình có đưa ra ba cái AI stock nên vào. Thì năm nay thì mình cho cái lý do là tại sao sẽ có tương lai. Cái đầu tiên đó là nó gọi là Military AI, trí tuệ nhân tạo về quân đội đó. Công ty Big Bear AI Holdings Inc. là BBAI. Hoạt động của BBAI đó là trong cộng đồng quốc phòng và tình báo. Đã tạo ra một chất xúc tác lớn nhất cho sự tăng trưởng của công ty. Anh biết nhờ cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nó gọi là worldwide, tức tạm dịch là hiếu chiến worldwide, worldwide. Tạo ra một cái đã mang về cho công ty gần 1 tỷ hợp đồng với lại ngũ giác đài. Và trong đó là có 14 triệu contract với US Army để triển khai hệ thống quản lý thông tin lực lượng toàn cầu cho quân đội. Rồi cũng là 900 triệu contract với lại US Air Force kéo dài cho đến năm 2032. Từ 2019 đến 2023 doanh thu tăng gấp đôi. Từ 73 triệu cho đến 155 triệu. Riêng quý 2 2024 đó doanh thu tăng lên 3.4% gần 40 triệu. Em biết cái chiến tranh của Nga với lại Ukraine, rồi căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc khiến cho cái nền kinh tế là mình nghĩ là cũng như là theo cái hướng là giảm bớt sự phụ thuộc. Tức là cho phép những quốc gia sẽ cũng như là hoạt động độc lập hơn. Nhưng sự thật đáng tiếc là khi mà ích lợi kinh tế xung đột đó thì hành động quân sự có thể xảy ra. Thì anyway thì cái AI này mình thấy là có tương lai ít nhất là 5 năm đến 6 năm trở đi. 5 năm 6 năm. Quý vị bỏ ra 1.710 đồng ngày hôm nay thôi là quý vị có thể làm chủ 1.000 cổ phiếu, nghe hấp dẫn quá anh hả? Giá quá mềm. thì tuần rồi mình nói là có top 10 đó, thì mỗi cái là 1.000. Cái 1.000 đô la. Thì trong 10 cái cổ phiếu đó có một cái stock nó gọi là ASML đó, cái giá là 700 đồng lận. Thì mình nhưng mà hôm nay quý vị làm chủ 1.000 cổ phiếu mà chưa tới 2.000 đô, có lúc nó lên 4.8. Thì quý vị tưởng tượng cái hôm nay mình nó lên trả lại mức cũ thôi, 4.8 là ok rồi anh hả? 1 tỷ hợp đồng với lại ngũ giác đài. Nhưng mà cũng cẩn thận bởi vì cái nó cũng có lúc nó xuống tới 1.16. Thì lời anh lỗi chịu. Rồi cái công ty thứ hai là nó gọi là The Public Safety AI, tức là trí tuệ nhân tạo an toàn gì an toàn công cộng. Evolve Technology là EVLV, có cái thiết bị sàng lọc như là máy quét, nó là scanner đó. Thì scan đến 4.000 người trong vòng 1 giờ, tức là 10 lần gấp nhanh hơn cái những cái máy mà đo kim loại bây giờ đó ở sân bay đó. Tức là anh một đám đông đi vào trong sân vận động, ví dụ như vậy, cái máy này chỉ 4.000 đi qua với đi lại qua cái tốc độ scan. Đi bộ nó scan. Vâng, hiện tại bây giờ là Lincoln Center for the Performing Arts, tức là hồi xưa là Music Center ở downtown LA đó, đã sử dụng cái hệ thống này hồi 2017. Chỉ năm ngoái thôi, cái máy quét của Evolve này là đã ngăn chặn 400.000 vũ người khí mang súng.
Mang súng vào nó hú ngay. Và trong 3 năm qua thì doanh thu của công ty là đã tăng trưởng tốc độ kép là 95.9%, đạt được tới tổng cộng là 80 triệu trong vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của Evolve này theo quý, theo năm đó là 28.8%. Hôm nay công ty đang cung cấp cái hệ thống cho hơn là 1.700 khách hàng trên toàn quốc. Hôm nay là một ngày mà thị trường đều tăng, cho nên quý vị thấy tất cả những cái cổ phiếu anh nêu ra đều tăng rất mạnh. Tuần rồi thứ hai nó đi xuống, tuần này thứ hai nó lại đi lên. Cho nên nếu một tuần rồi có lý thì cả ba thị trường year to date, tức là từ đầu năm đến giờ đó là lên không ha, 43.000 Dow Jones, rồi 18.000 Nasdaq, rồi hơn 5.000 S&P 500. Hồi nãy quý vị bỏ 1.740, bây giờ quý vị bỏ 2.670, quý vị được 1.000 cổ phiếu, quá tuyệt vời phải không anh? Nếu có tiền. Và anh thấy cái volume nó khủng khiếp, mà người ta mua đúng. Cổ phiếu nó trao đổi khủng hoảng với nó rẻ, cho nên mua bán nó rẻ, mà có mấy trăm bạc thôi là có thể làm chủ các cổ phiếu này được. Cổ phiếu thứ ba thì nó không có rẻ như vậy, nó gọi là Umbrella, là một cái chip thị giác. Umbrella đang có hợp đồng với lại các đại công ty xe hơi, CD, Ford, Rivian, Renault với Toyota, để nó gọi là cho phép máy tính nhìn rất là rõ cho loại mấy loại xe tự động đó. Thì trong 2019 với lại 2023 đó, doanh thu tăng từ 227 triệu cho đến 337 triệu. Riêng quý 2 năm nay đó, doanh thu tăng 2.6%, hơn 63 triệu. Sắp đụng mức trần 66 đồng rồi quý vị à. Năm thật nay, sự cái balance sheet, cái bảng cân đối đó rất là đẹp, tại vì có 219 triệu tiền mặt để mà không sợ thiếu tiền mặt. Đúng. Không có nợ nhiều. Mà ngoài cái thị trường, ngoài cái khu vực mà xe tự động đó, thì những cái chip của Umbrella này có được áp dụng vào những cái khu vực như là mua sắm không tiếp xúc, tức là online. Với lại cái ngành nó gọi là công nghiệp sản xuất về manufacturing con robot đó, phải cần mấy cái chip này. Giá hơi cao, và cái đó là lý do người ta trao đổi cũng ít, có 109.000 trao đổi, gần 60 đô la ngày hôm nay. Vâng. Rồi cùng chủ đề về an ninh đó, thì cái công ty Anthony chia sẻ ngày hôm nay nó gọi là Clear Secure. Cái ký hiệu của cái cổ phiếu là YOU. Quá dễ nhớ. Thì Clear Secure đó là vận hành một cái nền tảng, nó gọi nó gì là biometric, tức là nhận dạng sinh trắc học. Sinh trắc học, dạ. Cho phép ra vào sân bay, đấu trường hay là các cái tòa nhà công cộng đó. Thì công ty nổi tiếng nhất là nền tảng nhận dạng khuôn mặt nha, để giúp cho khách hàng không phải mà chờ đợi. Quý vị liên lạc với anh Anthony và biết thêm về các chi tiết liên quan đến bảo hiểm v.v. hoặc là các vấn đề ngày hôm nay anh trình bày. Chúc anh một tuần lễ thật vui. Cảm ơn anh, xin kính chào. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo. Wildcraft, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương, với các kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wildcraft, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wildcraft, góc đường Westminster và Dục Lịch, số điện thoại 657-210-4809. Thưa quý vị, cách đây 2 tuần thì ở tại một cái khu vực cắm trại hoang vu ở tiểu bang Montana xảy ra một cái vụ mà lúc đó đó thật sự cảnh sát họ chưa có nói, nhưng mà báo chí đó thì họ đưa tin rùm beng hết là đây là một cái vụ tấn công bởi gấu đối với người đi cắm trại, thì khiến cho cũng nhiều người ở khu vực đó họ sợ. Nhưng mà bây giờ sau 2 tuần đó thì phía sheriff bây giờ họ điều tra đây là một cái vụ án giết người.
chứ không phải là gấu tấn công nữa. Thì chắc quý vị cũng còn nhớ hình ảnh của người đàn ông này. Đây là anh Dustin Jerson, 35 tuổi, cư dân ở Montana luôn. Thì bây giờ đó, phía sheriff họ đưa ra cái toàn bộ cái câu chuyện là như thế này. Ngày 10 tới tháng 10 là lần cuối cùng mà gia đình thấy anh lái xe ra khỏi nhà thôi quý vị. Nói là có hẹn với bạn cái cuối tuần đó sẽ đi cắm trại, mà cái khu vực đó đó nó gọi là Moose Creek thưa quý vị. Cái nơi đó nó rất là hoang vu, và đặc biệt khi mà vào trong đó rồi đó là bị mất signal của cell phone. Thì người thân xác nhận anh lái xe ra đó, và phía cảnh sát thì họ cũng nói là anh đã đến đó và anh đã set up được một cái lều, mà cái dạng cái lều cũng khá to đó thưa quý vị. Rồi anh chất đầy đủ dụng cụ của những người đi cắm trại. Thì đến sau đó đó, phía cảnh sát bây giờ họ nói đây là cái câu chuyện mà họ có được thôi, còn bao nhiêu tính chất xác thực thì cảnh sát chưa có nói. Cái người bạn mà anh vốn hẹn đó, bây giờ cảnh sát cũng không nói tên người đó. Thì cái ông này đó, ổng nói là hai người hẹn gặp nhau là chiều tối ngày thứ sáu, nghĩa là anh Dustin này ảnh đi trước chiều thứ năm là anh đã đi vào cái khu vực campsite và anh set up cái lều rồi. Thì ông bạn đó ổng nói là đến chiều thứ sáu ổng đến, thì chắc và trong đó không có signal, nhưng mà họ hẹn nhau cái chỗ nào đó thì ổng nói là ổng đến ổng tìm thì không thấy anh này. Ổng đi vòng vòng ổng tìm, thì cuối cùng ổng nói là đến sáng thứ bảy lận 10 giờ sáng ổng tìm được xác của anh, nghĩa là không phải ở khu vực cái lều. Thì lúc đó ổng mới đi ra cái chỗ khác mà có cell phone, ổng gọi cho cảnh sát rồi 911, ổng nói là tìm thấy xác của bạn ổng, nhưng mà chính ổng là người đã nói là nhìn có vẻ hình như bạn ổng bị gấu tấn công thôi quý vị. Và lúc đó đó thì cảnh sát họ không có tuyên bố gì hết, họ chỉ tiếp tục mở cái cuộc điều tra. Nhưng mà báo chí xung quanh địa phương đó thì họ đưa cái tin tức này là một cái vụ gấu tấn công. Thế nhưng đến sáng ngày hôm nay, sheriff của quận Gallatin thưa quý vị, là nơi mà xảy ra án mạng đó, thì họ mới chính thức đưa ra những cái tuyên bố sau. Thứ nhất đó là giảo nghiệm tử thi xác nhận là những cái vết thương trên người của anh này đó không phải giống như bị gấu tấn công, mà họ gọi là chop wounds, quý vị, những vết thương mà bị chặt khắp thi thể luôn, mà kể cả trên đầu ở hộp sọ đó cũng có những cái vết thương bị chặt xuống. Và phía sheriff bây giờ đó họ nói là không biết họ lấy cái tin tức ở đâu, nhưng mà họ nói là trong cái lều của anh Dustin khi mà ảnh set up đó có những cái món sau đây, nhưng mà đến khi mà cảnh sát đến hiện trường đó thì bây giờ những cái món này nó đã mất. Thứ nhất một cái cây rựa thôi quý vị, mà họ nói là đây là cái dạng dùng cho cắm trại, cái cán dài 26 inch, một khẩu súng Remington và một cái thùng đá cooler, cái mẫu y như hình sheriff đưa lên đây thôi quý vị. Thì họ nói là tất cả những thứ này đó vốn là anh này anh có đem, thì chắc nhiều khi gia đình họ xác nhận hay sao đó. Thì nhưng mà bây giờ đến khi cảnh sát mở cuộc điều tra thì ba cái món này nó mất tiêu. Và cảnh sát họ cũng nói là bây giờ đó, thứ nhất cái chuyện vụ án nó xảy ra ở một cái nơi quá hoang vu, không có cell phone, mà bây giờ đến bây giờ chắc cũng không có nhân chứng nào hết. Cảnh sát nói là người ta cuối cùng nhìn thấy anh là thứ năm, rồi đến sáng thứ sáu người bạn mới tìm thấy xác, thì cách đến 2-3 ngày lận. Bây giờ cái khoảng giữa thời gian đó anh ảnh đi đâu, có chuyện gì, cảnh sát không thể biết được. Và đặc biệt cảnh sát nói là phía nhân viên của cái vườn quốc gia đó, họ sau cái chuyện này xảy ra thì họ cũng phối hợp với cảnh sát, tại vì nó nói là có gấu tấn công người ta mà. Nhưng mà bây giờ kết quả của nhân viên đưa ra là họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết của một con gấu nào xuất hiện ở cái khu vực campsite, mà giống như cái người bạn này nói là cái này là một cái vụ tấn công. Nhưng mà cảnh sát họ vẫn chưa nói là họ nghi ngờ gì cái ông bạn này hết. Cảnh sát họ chỉ đưa thêm hình cái chiếc xe truck của nạn nhân, tại vì ảnh lái chiếc này vào, thì hy vọng là có những ai mà xuất hiện ở cái khu vực đó từ lúc thứ năm cho đến sáng thứ bảy đó, thấy được tất cả những gì mà liên quan đến cái hình ảnh cái xe này, chiếc Ford F-150 màu đen đời 2013. Thì cảnh sát họ nói là bất kỳ cái gì, nhiều khi bạn nghĩ là nó không có quan trọng, nhưng mà nhiều khi cái những gì bạn thấy đó nó sẽ giúp cho cảnh sát mỗi thứ một chút để họ sâu chuỗi lại và có thể tìm được hung thủ đã giết chết anh Dustin.
Và ở tại Tennessee cũng lại một câu chuyện về con gấu rượt một người. Hôm nay thì cảnh sát đã khẳng định đó là một vụ lên kế hoạch để giết người, và họ đang truy lùng Nicholas Wayne Hamlet, 45 tuổi. Nicholas Wayne Hamlet giết người xong gọi 911 nói với nhân viên trực điện thoại rằng con gấu nó rượt theo người đó và giết. Và đây là hình ảnh mới nhất nạn nhân ở đây. Và Nicholas là đây, Nicholas Wayne Hamlet. Và đó là câu chuyện ở tại Tennessee. Hiện nay cuộc điều tra đang tiến hành, thưa quý vị. Thế nhưng Madison Square Garden, một trung tâm ở New York. Quý vị đến New York thì đây cũng là một địa điểm mà họ kêu gọi du khách nếu có thì giờ nên ghé qua. Đẹp vô cùng. Và không chỉ riêng, đây là cái cầu trường họ tổ chức các sự kiện về thể thao là ở Madison Square Garden. Từ bây giờ đến Giáng sinh nữa, thưa quý vị, ở những nơi này đó họ răng đèn, răng hoa đẹp lắm. Thì tối ngày hôm qua đã diễn ra và họ nói rằng chưa từng có luôn. Ông Trump có mặt ở đây. Và cái số lượng người ủng hộ để cho thấy rằng là ở ngay New York, một thành trì của đảng Dân Chủ á, thế nhưng người dân ở đây cũng ủng hộ cho ông Trump rất nhiều. Họ nói trên dưới 20.000 người có mặt ở bên trong Madison Square Garden. Bên ngoài mấy ngàn người khác nữa họ đã bị đuổi đi bởi vì hết chỗ rồi. Cho nên cái số lượng người quá đông thì ông Trump xuất hiện để vận động. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông không đến những cái tiểu bang chiến trường mà lại muốn đến New York để làm gì? Đó là câu hỏi. Thực ra đó, trước đó chúng tôi cũng đọc bản tin thấy rằng các nhà phân tích chính trị họ nói rằng để ông Trump có thể thắng đó, ông phải phá vỡ được bức tường xanh, a blue wall. Bức tường xanh, màu xanh là đại diện cho đảng Dân Chủ. Phải phá vỡ được cái bức tường đó. Có nghĩa làm sao thuyết phục được các cử tri ủng hộ cho đảng Dân Chủ trước đây hay là ủng hộ cho bà Harris quay đầu lại để bỏ phiếu cho ông. Chắc có lẽ vì thế mà ông Trump muốn quay trở lại New York để có được cái sự vận động của bức tường xanh ở tại New York. Ông cũng đã từng đến California, cũng là bức tường xanh. New York với California từ xưa tới giờ là bỏ cho đảng Dân Chủ mà thôi. Tuy nhiên, không biết đây có phải là một con sâu làm dầu nồi canh hay không, bởi vì ủy ban tranh cử của ông Trump sáng ngày hôm nay đã khẳng định đây là cái chi tiết không phải như lời của cái anh chàng. Anh này là người diễn viên hài Hitchcliff. Thế nhưng trong cái phần hài của anh đó, anh là một người diễn giả được mời tới. Thế nhưng trong cái phần hài đó lại đưa ra những cái lời lẽ rất là kỳ thị. Mặc dù đó là lời hài, nhưng mà lời hài kỳ thị vào một nhóm người, đặc biệt là nhóm người Puerto Rican. Puerto Rican là người Mỹ. Thế nhưng anh nói rằng ở ngoài đại dương có một cái đống rác, một cái hòn đảo nó đã trôi ở ngoài đại dương đó. Thì anh mới nói tôi nhìn kỹ lại, đó là Puerto Rico. Thì cái đống rác nó đổ trôi ở ngoài đại dương như thế, hàm ý những người Puerto Rican sống ở New York này là rác rưởi. Thì đó là cái lời tuyên bố. Thì bên phía ủy ban tranh cử của ông Trump đã bác bỏ. Thế nhưng cái chỉ cái lời đùa đó thôi mà nó diễn ra trong cuộc vận động này. Và đó là bất cứ cái tuyên bố nào của phía Harris, của phía Trump đưa ra lúc này đó, và gần tới ngày bầu cử rồi, là tạo nên một cái môi trường, một cái điều kiện để bị tấn công. Thì đó là điểm mà bên phía ủy ban tranh cử ngày hôm nay giống như phải chữa cháy đó, thưa quý vị. Tuyên bố của anh này mang tính kỳ thị, không phải là cái mục tiêu của ban tranh cử vận động của ông Trump. Thế nhưng tuyên bố của anh không những anh còn tuyên bố Puerto Rico mà còn những cái tuyên bố khác rất là kỳ thị nữa. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. À,
Như chúng tôi đã thưa đó, có thể đây là trường hợp một con sâu làm giàu nồi canh, bởi vì sáng ngày hôm nay những ứng viên và kể cả các thượng nghị sĩ và những người ủng hộ ông Trump đã lên án tuyên bố của tay diễn hài, gọi đó là một cái câu đùa kịch cỡm và vô văn hóa. Tony Hinchcliffe đã gọi những người Puerto Rican là Island of Garbage, một hòn đảo chứa rác. Câu này quá nặng luôn. Cái khổ ở đây đó thưa quý vị là bên phía ông Trump trong thời gian vừa qua đó đã nhận được những cái sự ủng hộ của cử tri gốc Latino, mà trong số này là người Puerto Rican nữa. Và bên phía bà Harris đó là đang vận động dữ dội để lấy lại những cái số phiếu có thể được gọi là mất, họ chạy về phía ông Trump. Cho nên cái thành phần cử tri Latino cũng đóng góp vô cùng quan trọng, để chỉ cần một vài trăm phiếu thôi cũng đủ khác biệt giữa đa số và thiểu số. Mà sát tới ngày bầu cử thì bên phía ủy ban tranh cử của ông Trump, trong đó có ông Peter Navarro. Ông này là cố vấn cho ông Trump từ 2016 tới ngày 2020 và cũng là người đã vô tù. Ông Peter Navarro nhất định không khai báo về những cái vấn đề liên quan tới ông Trump, sẵn lòng vào tù. Và ông nói rằng tôi vào tù để quý vị không phải vào tù, bởi vì tôi ủng hộ ông Trump. Peter Navarro ngày hôm qua đã lên án gay gắt tuyên bố của tên Hinchcliffe này. Và thứ hai nữa đó là những nhân vật khác, trong đó kể cả ông Rick Scott, thượng nghị sĩ Florida, cũng lên án tuyên bố của Hinchcliffe. Cái khổ ở đây đó là ngay lập tức khi mà tuyên bố được đưa ra là cái cộng đồng người Puerto Rico. Và thưa quý vị, ở New York rất đông người Puerto Rican họ sống ở đây, rồi rất đông người Puerto Rican sống ở Florida, và họ là người Mỹ, mặc dù là ở trên cái đảo này. Không biết tại sao anh lại chửi, tự nhiên nhắm vô người chắc phá quá. Thứ hai nữa đó là không những thế, anh nhìn thấy có người bên dưới là người gốc Phi Châu tới ủng hộ ông Trump, thế là ông quơ ngay một câu kỳ thị luôn. Và đó là một trong những cái vấn đề gần tới ngày bầu cử mà gặp phải. Ngay trong thời điểm này quý vị để ý đó, là hai bên để ý nhau dữ lắm, bất cứ một cái tuyên bố nào cũng bị ảnh hưởng nữa. Rồi sáng ngày hôm nay thì ngay lập tức các diễn viên, như các ca sĩ, chẳng hạn như J-Lo, Jennifer Lopez, trước đây không tuyên bố gì hết, họ đã quay lại. Ricky Martin, người cũng là người gốc Puerto Rican, cũng lên tiếng. Rồi các nhà đạo diễn, những người khác, người gốc Puerto Rican, họ phản đối những cái tuyên bố này. Mặc dầu anh nói, anh này hôm nay đã lên trên mạng X, Twitter, nói rằng, quý vị vớ vẩn, không biết được, không biết trò đùa là gì, không biết cười là gì. Và thưa quý vị, mới đây thì có một gia đình ở tại Ohio do thừa hưởng được một cái đồng xu 10 sen mà bây giờ đem ra bán đấu giá được hơn 500.000, thưa quý vị. Ba người này đến từ Ohio nhưng mà họ muốn ẩn danh. Thì cái công ty bán đấu giá cho biết là vốn ban đầu đó vào năm 1945, thưa quý vị, US Mint ở San Francisco, US Mint dịch ra là bộ in tiền ha anh? US Mint, bộ in tiền, thưa quý vị. Ở San Francisco, cái năm đó họ in ra 2.8 triệu cái set, mà một set như thế này có 6 cái đồng xu ở trong, thưa quý vị, và họ bán với cái giá là 7 đô la cho những người mà thích thu thập giữ. Thì 2.8 triệu set như vậy thì nhân lên chắc là phải mấy triệu cái đồng xu. Thì bắt đầu nhiều năm sau đó, những người mà chuyên sưu tầm những cái đồng xu mà bị in sai rồi đó, thì họ phát hiện là trong 2.8 triệu set này có duy nhất 2 đồng, thưa quý vị, 2 đồng 10 xu mà bị in thiếu
cái S mark, cái logo của bộ in tiền ở tại San Francisco. Nếu quý vị thấy đây là cái chữ S này nè, đó là đáng lý ra đồng nào cũng phải có cái chữ S này, thì không biết làm sao chỉ đúng có 2 đồng 10 xu thôi nó bị thiếu mất, và người ta đổ xô nhau đi tìm mua cho bằng được 2 cái đồng bị mất cái dấu này. Thưa quý vị, thì bây giờ đó, gia đình của ba cái người phụ nữ ở tại Ohio cho biết là trong số 2.8 cái set đó thì người ta chỉ biết có 2 cái đồng xu thôi, thì gia đình của bà đã may mắn mua được 1 đồng, còn 1 cái đồng kia thì bây giờ không biết ở đâu. Họ nói là mẹ của họ đó mua được 1 đồng vào năm 1978, lúc đó với cái giá là 18.000 Mỹ Kim thì tương đương với 90.000 thời bây giờ, và mẹ của họ đó đã cất giữ cái đồng xu đó suốt hơn 40 năm, và cuối cùng người mẹ và người anh cả qua đời thì bây giờ còn lại 3 chị em gái họ thừa hưởng cái đồng xu này, và vào cuối tuần trước đó họ đã đem ra đấu giá thì thu về được 528.000 Mỹ Kim thôi quý vị. Còn 1 đồng đó bây giờ các nhà collectors, những người mà chuyên đi thu thập đó, họ đang muốn biết là cái đồng còn lại nó nằm ở đâu, thì chắc có thể một người nào đó họ đã giữ nhưng bây giờ họ vẫn chưa đem ra bán, bởi vì họ giữ càng lâu đó sau này thì chắc cái giá nó càng cao, cho nên đến bây giờ cái tung tích cái đồng còn lại không biết ở đâu. Có thể trong nhà Thảo Yên đó nha, bởi vì Thảo Yên là người tiết kiệm đồng đó. Đồng penny nhiều lắm, hôm nay nhiều người chắc về lục lại ngay cái đồng penny. Anh ở trong phòng ngủ em chắc ạ. Thưa quý vị, hôm nay breaking news sáng nay thì bên phía công tố viên của Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, tiểu bang chiến trường, đã tuyên bố kiện ông Elon Musk Park. Elon Musk Park là quỹ tranh cử dành cho đảng Cộng Hòa. Cái gọi là PAC, thưa quý vị, tức là rất nhiều người bỏ tiền vào để ủng hộ cho một ứng viên của một đảng. Họ có Democrat PAC rồi Republican PAC, thì Elon Musk bỏ rất nhiều tiền, trên 100 triệu rồi. Và bởi vì trong thời gian qua đó, nỗ lực của Elon Musk là khuyến khích người ta đi bầu cho ông Trump, cho nên ông hứa hẹn ai mà bầu hay là trải qua một cái cuộc xổ số, mỗi một người trúng, và có người đã cầm cái check $1 triệu trúng rồi, và ông sẽ tiếp tục cho $1 triệu này. Thế nhưng trước đó thì bên phía công tố và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã, họ không có, họ chỉ chỉ trích và khuyến cáo thôi, và họ yêu cầu bên ủy ban tranh cử của ông Elon Musk dành cho ông Trump ngừng ngay cái chiến dịch trao giải thưởng lottery xổ số $1 triệu Mỹ Kim. Thế nhưng sáng ngày hôm nay thì công tố viên của Philadelphia đã kiện, họ đệ đơn và nói rằng đây là một cái tiến trình tìm cách gây ảnh hưởng đến bầu cử. Thì chưa biết vụ kiện này sẽ như thế nào, bởi vì còn mấy ngày nữa là tới bầu cử rồi. Thế nhưng bên cạnh đó đó, trong mấy ngày qua tờ Washington Post, và cái tin này cũng gây chấn động nè, họ nói cái anh Elon Musk ngày xưa và bây giờ đó là hai người khác nhau. Ảnh là di dân vào Mỹ, mà bây giờ trong lúc vận động tranh cử đó lại chỉ trích những di dân ở Mỹ này, chỉ trích di dân bất hợp pháp và ủng hộ chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp mà ông nói sẽ gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm tại Mỹ. Tờ Washington Post lục lại toàn bộ các hồ sơ và mới khám phá ra năm 1995, lúc mà Elon Musk sinh ra ở Nam Phi và xin du học vào Mỹ theo visa là học sinh, sinh viên. Thế nhưng đã ở lại Mỹ quá hạn. Và khi ở lại quá hạn có nghĩa là cái hồ sơ di trú của Elon Musk là bất hợp pháp. Lúc đó anh xin vào học Stanford năm 1995. Để vào Stanford, nếu mà đi học thì coi như cái visa đó được gia hạn. Và nếu visa được gia hạn thì anh theo cái tiêu chuẩn hiện nay mà cả mấy chục năm nay rồi, những em nào Việt Nam và vào Mỹ mà xin được cái visa đi học á, sẽ được đi làm. Và vì thế chúng ta thấy rất nhiều các du học sinh Việt Nam vào Mỹ đó được đi làm là thế. Bởi vì trường cho phép, bởi vì visa là hợp pháp mà.
thì cho phép các em đi làm với cái tốn kém hiện nay ở California và nhiều tiểu bang khác. Elon Musk cũng vào trường hợp đó, nhưng anh đã vi phạm. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo.